Su ngủ đi, Su đừng like. Ủa mày ngủ ta like, ta like. Liên quan gì? Đuổi. Em buồn ngủ rồi, anh tắt like đi. Mày ngủ đi, ai kêu mày thức đâu mà mày, mày kêu tao tắt. Hà bá không? Su ơi, mạng bị lắc hay sao mà bạn gái phía sau đứng im gu? Sợ ma tao lóc đó nghe. Đây 40 ô này nè là dành cho ai biểu diễn, ai đi diễn nha, ai đi diễn đóng phim hay là diễn kịch này nó các kiểu rồi đó thì mua màu này là ok nhất, tại vì nó rất là nhiều tông màu ha, có những màu rất là nổi như này là đó đó. Còn mấy bạn mà ở nhà bình thường mấy má đừng mua này, mấy má mua này mấy màu này mua mấy má dục nè, đúng không? Không lẽ mấy má đi đám cưới mấy má đánh màu xanh, không lẽ đánh màu màu vàng, trời ơi, vô nhắc ma người ta mấy mẹ. Rồi, ở nhà bình thường thì tao mua mấy cái bộ bình thường thôi. Màu này, đó. Giả bộ chết đi Su, ủa mày giả bộ cái gì mà dễ đầu thai chuyển kiếp vậy má? Thì như đang livestream nó vô kêu giả bộ chết đi chị. Ủa cái miệng này là ăn cái gì nè, thiệt á. Không phải ăn cơm như người ta đâu. Trời ơi, khơi khơi nó vô nó kêu giả bộ chết đi chị. Mày ưng vậy lắm ha. Mày ưng như vậy lắm ha. Nói chị nghe coi. Trời ơi trời, son chị cả đống luôn em. Má hồng nè. Má hồng nè, một cặp nè quý vị. Một cặp má hồng nè, thấy chưa. Má hồng bán theo cặp nè, đó. Má hồng nè. Lấy thùng C2. Lấy em chai sữa tắm chị ghẻ. Thôi em ghẻ để cho đẹp em. Không sao, ghẻ nó là sang, hiểu không? Ghẻ nó là khẳng định mình là dân chất chơi. Ghẻ tự nhiên đi trị chứ cho tào lao không. Ghẻ là phải để luôn, không có trị. Ghẻ để luôn cho chị, tin chị đi. Tại chị cũng ghẻ chứ, không có trị nha. Trời ơi, ăn bánh chá ăn là một nồi vậy mới đã. Su lấy em thùng mì hảo hảo, trời đói bụng lắm hả má. Su có bán nhang không? Su duyên duyên cưng độ liền cho chị. Trời ơi Duyên ơi, em nhầm người rồi Duyên. Su Su có bán nhang luôn. Bán nhang luôn. 72.000 một gói. Nhang thần tài Thái Lan. 72.000 một gói. Trời ơi, bán hòm thì không có bán rồi chứ cái gì đâu cũng bán hết trơn. Ăn cái trứng cút luôn mọi người. Mọi người coi nè, đây là trứng cút nè, mọi người thấy chưa? Đó, cái trứng cút này rất là ngon luôn. Ngon ơi là ngon luôn mọi người. Mọi người đâu có giờ này, mọi người đâu có để ăn giống Su đâu không? Nè. Trứng cút này bây giờ mọi người nằm trên giường, lấy gì mọi người có mà ăn đúng không? Trời ơi, nuốt trúng cũng ớt. Dễ gì mọi người ăn, trời ơi. Chỉ có Su Su giờ này mới có thôi ha. Nha. Không bao giờ mọi người giờ này mà có trứng cút ăn như tôi đâu. Đừng có mơ. Đừng có mơ. Trời ơi, cái quần què gì đây? Trời ta 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 ta, nó rớt lắm. Chị Nguyễn Thùy Trang ơi, mặt nạ nhau thay cừu. Chữ cừu á chị, là hai chữ U. Chị ghi mặt nạ nhau thai cu là thiếu một chữ u nghe. Nhau thai cừu, cờ u cưu quyền cừu. Còn nhau thai cu em không có bán ha. Nhau thai cừu thì có nha. Rồi mặt là gì? Nhang thần tài Thái Lan thấp cho thần tài Việt Nam được không? Được nha, thấp nha, thấp được hết á. Tại thần tài bây giờ là đi học hết trơn rồi, ổng giàu lắm, bây giờ ổng học được nhiều loại thứ tiếng nha. Mấy má mà mua nhang thần tài ha, mà giái ông thần tài bằng tiếng Ả Rập, ổng cũng nghe nữa thật sự. Ớ cay. Anh tui ép mua nút hoa nữa không anh? Có serum trị mụn nha, có kem trị thâm trị nám. Lấy em con gà áp tìm thuốc bắc, tao tìm mày đó. Tao tìm mày đó chứ không có tìm thuốc bắc đâu. Trời ơi, khơi khơi vô tự nhiên mua gà áp tìm thuốc bắc. Mày tìm ai? Ủa mà anh Thục Đoan ơi, mua mặt nạ HA để xuống thổi gì kỳ vậy?
Để số điện thoại gì có 2-3 số vậy má. Thục đơn. Cho tao thục mày quá à. Mặt nạ gì có 6 số gì, số điện thoại có 6 số vậy má. Trời ơi. Nó mua cái gì mà nó để số điện thoại có 6 số à quý vị. Không biết ở đâu số điện thoại đó. Ở đâu nữa trời. Có nhau thay bò không? Kiếm bò nào đẻ tự kiếm nhau đi. Trời ơi. Em bị sặc ớt em khó chịu quá. Cái gì? Son lì có kháng được lửa với sấm sét không mà trời trời đánh mày hả gì mày mua gì hỏi kỳ cục vậy. Nhậu Su ơi, trời trời má ơi, tao đang bán hàng. Sơn Nguyễn, Su ơi đang nhậu hết mồi rồi sao giờ? Thì tụi bay ngồi mấy thằng nhậu đó tự ăn nhau đi làm mồi ăn nhau. Son hả trời, giờ nửa đêm rồi. Té son rồi chùi nữa rồi, sắc sáng mai tôi mới ngủ quá Yến Nhi. Bữa nào đi mua còn mấy. Bà rảnh bà ghé shop tôi bà mua, bà thử lên cái mặt bà luôn. Nghe. Giờ son nhiều lắm má. Mua son về sơn móng tay được không? Được, mua về sơn tường được luôn nha. Sơn tường được luôn á má ơi. Trời ơi trời, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiệp lắm rồi. Nghiệp lắm luôn á. Lấy em ba cây son ngọt, bùi, đắng, cay, chua, chát. Trời nó làm như là mì tôm, tôm chua cay vậy. Ba mục, ba vị. Có thuốc khích dục không? Có thuốc khích dục tao uống hết rồi. Trong bụng tao nè. Chui vô đây. Chui vô đây mua. Anh MC Vũ Lâm ơi, anh mua nước hoa gì mà em không bán vậy? Có bán cái mặt xung xung không vậy? Dạ có. Mặt nạ thuốc 159.000 20 miếng. Cái này là hàng ít, không có nhiều. 159.000 20 miếng nha. Ngon không nhưng ngon bằng em đâu. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Ok anh. Giống như vậy nè anh, mỗi món á anh sẽ cho cái số điện thoại để nó chạy ra, chạy cái bill ra. Nhiều khi bị sót anh hiểu không? Ví dụ như là anh dồn đơn cái khác á thì anh phải ghi số điện thoại nó chạy ra. Anh vừa phải thôi nha anh Lê Quốc Trung.